Chào mừng quý chị và các bạn đến với channel của Hùng Xe Hơi. Thì trước mặt em đây, đó chiếc Hyundai Grand i10 phiên bản sedan bản cao nhất. Thì trong video này thì bên em đang có sẵn một chiếc ở tại showroom này, đúng một chiếc duy nhất. i10 thì cũng chuẩn bị ra phiên bản mới, nhưng mà phiên bản này thì bên em còn, cho nên là giá cũng rất là tốt cho quý khách hàng có thể lựa chọn. Chiếc xe này có giá niêm yết là 455 triệu. Hiện tại bên Hyundai Bắc Ninh đang giảm cho quý anh chị tổng khuyến mại lên đến hơn 50 triệu. Với việc là giảm giá cho chiếc xe này là 45 triệu, là còn 410 triệu và có tặng 1 năm bảo hiểm thân vỏ cho xe. Thì có tặng phụ kiện thì bao gồm là phim kích nhiệt, trải sàn da, bọc vô lăng cũng được tặng cho quý anh chị luôn. Đó. Chiếc xe Grand i10 phiên bản sedan này có nội thất và thiết kế em thấy rất là tinh tế chứ ạ. Đó, các công nghệ trên xe thì tương đối là nhiều, trong phân khúc xe hạng A. Có thể kể đến như là hệ thống cảm biến áp suất lốp của xe này, rồi hệ thống đèn pha cốt thì cũng như các xe khác thôi, nhưng mà nó sẽ có những cái điểm tinh tế, ví dụ như ở đây là được sơn bóng này, rồi đèn gầm thì được mạ chrome. Đèn gầm này bóng của nó là bóng halo, bóng chiếu kiểu chiếu qua bóng projector thì là cho chùm sáng hội tụ. Đó, đèn gầm này phá xương rất là tốt. Đến với phần gương trợ ngoài thì tích hợp xi nhan rồi các công nghệ chỉnh điện, gập điện và sấy gương. Đó, đến với phần đuôi xe thì anh chị có thấy là i10 phiên bản sedan này, đuôi xe nó sẽ có những cái đường mạ chrome và những cái đường họa tiết nó rất là đẹp. Đấy, đuôi xe này đèn hậu là dạng led này thưa quý anh chị. Đèn hậu dạng led này. Đó, đèn viền này. Đấy, hình boomerang rất là thể thao. Cảm biến thì cũng có hai cảm biến luôn, cam lùi cũng sẵn, hai cam lùi. Đấy, cốp của i10 thì vì phiên bản này thì anh chị có thể kết hợp đi gia đình cũng rất là rộng. Đây thì em sẽ mở cốp để cho anh chị xem chiếc cốp của i10. Động cơ 1.2 xe phân khúc hạng A với kích thước này, với kích thước rất là tốt. Kích thước của i10 thì vẫn nổi tiếng trong phân khúc rồi, ngồi bên trong rộng rãi thoải mái và thiết kế rất là khoa học. Ở chiếc cốp của i10 này thì nó rộng hơn nhiều so với phiên bản hatchback, cho nên chiếc xe này anh chị đi có thể chở được rất là nhiều hành lý cũng như là vali. Đó, tiện lợi. Đó, xe màu đỏ thì hợp với các quý khách hàng mệnh hỏa và mệnh thổ. Màu đỏ thì hợp nhất với cả mệnh hỏa và mệnh thổ rồi, tại vì là bản mệnh của mệnh hỏa là màu đỏ, còn thổ thì là hỏa sinh thổ. Đó. Đến phần nội thất của xe thì xe được trang bị với tông màu nội thất nó là màu đen và màu kem, thì cho cái tông màu nội thất cả đường chỉ đỏ của cửa gió điều hòa nữa thì thiết kế rất là hài hòa. Đó, em đánh giá cái xe này thiết kế còn đẹp hơn cả phiên bản hatchback cơ. Ở đây thì chúng ta sẽ có là hệ thống vô lăng bọc da 4 chấu này, rồi thì màn hình giải trí trung tâm kích thước 8 inch, rồi màn hình đây là màn hình A-lốc thôi, đó 4.3 inch. Cái này thì tích hợp bản đồ định vị dẫn đường, kết nối Apple CarPlay và Android Auto cho quý anh chị. Ở dưới này chúng ta sẽ có cần số và điều hòa của xe, điều hòa chỉnh cơ, đèn nổ start top cũng được trang bị. Rồi, đến phần ghế da thì xe được trang bị đó là ghế nỉ pha da 1/2, nỉ 1/2 da. Thì giúp cho quý khách hàng có thể về, quý khách hàng bọc thêm ra vào chỗ phần nỉ này cũng được, hoặc là thay toàn bộ ghế da thì nó chi phí đâu đó rơi được khoảng 2 triệu thôi. Ở chỗ để chân, chỗ ngồi rất là rộng. i10 này thì lăn bánh tại thị trường tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang thì đâu đó rơi vào khoảng lăn bánh nhá. Xe này 410 triệu cộng với tiền thuế của xe nó rơi vào khoảng 22 triệu là 432 triệu. Giờ danh loanh quanh rơi vào khoảng 436-437 triệu thưa quý anh chị. Đến phần hàng ghế thứ hai của xe thì i10 có hàng ghế thứ hai rất là rộng. Có i10 hàng ghế thứ hai rộng này, có thể là mình hàng ghế thứ hai thì có độ ngả lưng ghế tốt và có cửa gió điều hòa. Đó, cho hàng ghế thứ hai có cổng sạc luôn. Đó, i10 hàng ghế thứ hai rất là rộng. Quý anh chị và các bạn quan tâm đến chiếc Hyundai i10 màu đỏ này thì xin lòng liên hệ với số điện thoại em để trên màn hình. Em có một chiếc duy nhất giao ngay cho quý anh chị. Em cũng có thể nhận về trả góp. Thời gian vay tối đa là 8 năm và cái tỷ lệ vay tối đa là 80% giá trị xe. Lãi suất
bây giờ nó rơi vào khoảng là 7,6% cố định trong 3 năm. Còn sau đó lãi suất thì sau ưu đãi thì nó rơi vào khoảng 9 đến 10% một tháng, một năm. Em xin phép kết thúc video ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị trong những video tiếp theo ạ.